Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Thân trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi Thân trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Vận trình tổng quan cả năm nhìn chung khá cát lành. Tuy nhiên, so với tử vi 2020 thì có phần kém sắc hơn. Cục diện tương sinh giúp công việc thêm thuận lợi dù năm Tân Sửu khối lượng việc nhiều, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng hơn. Lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Nhân duyên tốt vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ. Đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước. Trong năm chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, đương số cần hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, nay lại thêm cả hung tinh báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ. Vì thế, rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới, đồng thời tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Sự nghiệp. Công việc trong năm 2021 của tuổi Thân có nhiều triển vọng mới. Thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Công việc dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Có dấu hiệu cạnh tranh rất lớn, điểm tiểu nhân quấy phá. Bất kể mưu sự lớn hay nhỏ, tuổi Thân cũng nên thận trọng suy tính kỹ càng. Nên nhớ, nóng vội chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối, con đường đi tới thành công sẽ càng dài và nhiều chông gai hơn thôi. Đồng thời, hãy luôn nhắc nhở bản thân giảm bớt cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức lại khó đạt mục tiêu như mong muốn. Tử vi tuổi Thân 2021 cho thấy, cát tinh mang vận quý nhân tới, đương số gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước, vì thế quan lộ thêm phần thênh thang. Trong năm 2021 có dấu hiệu thay đổi chức vụ hoặc thăng chức cao hơn. Có điều cần chủ động nắm bắt, do dự sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội tốt. Tài lộc. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày được củng cố và ổn định hơn. Có điều ổn định sẽ khó có sự đột phá, nếu muốn đạt được điều đó, đương số phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Năm 2021 chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, thương trường như chiến trường, người tuổi Thân cần hết sức thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư, chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập hùn vốn kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, chính sách thay đổi liên tục, nay lại thêm cả hung tinh báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời hơn. Vì thế, rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư, tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt. Đồng thời nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Tình duyên. Tử vi 2021 tuổi Thân xuất hiện chủ hỷ tín, đào hoa, mang tới đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái cho người tuổi Thân. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, dễ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. Tuổi Thân cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bất luận là nam hay nữ, mạng có như vậy mới sớm có được hạnh phúc đích thực. Một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện sinh con trong năm. Nếu có ý định sinh con năm 2021 từ trước, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ càng để em bé được chào đời trong điều kiện tốt nhất. Sức khỏe. Nhìn chung sức khỏe của người tuổi Thân bình ổn trong năm 2021, ít mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có đau yếu cũng chỉ qua loa, tốn kém chút tiền bạc. Quý nhân phù trợ, ốm đau gặp thời gặp thuốc, bệnh trạng nhanh lành. Có điều, cần chú ý ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực, hành động mất kiểm soát như ăn uống quá độ, thức khuya thường xuyên, lười vận động, tất cả những điều này đều tác động xấu tới sức khỏe. Ngoài ra, hung tinh này còn ám chỉ thế lực ngầm tác động, có thể gây ra xui xẻo bất ngờ như tai nạn xe cộ, sông nước hoặc bị vật nhọn đâm vào người.
Vì thế, phải luôn nhắc nhở bản thân cẩn trọng khi xuất hành. Chi tiết tử vi năm 2021 cho từng tuổi Thân. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 Sơn Hạ Hỏa. Bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình của tuổi Bính Thân sẽ khá êm đềm và suôn sẻ. Trong năm, đương số có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em, bạn bè, nặng thì còn có thể làm sứt mẻ tình cảm. Bù lại, gia đạo an vui, con cháu quây quần giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì muộn phiền. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 Đại Trạch Thổ. Trong năm Tân Sửu, điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nên chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, cảm xúc cũng rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán trường, chí tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Tuy nhiên đào hoa vượng, đường tình duyên khá suôn sẻ và đón nhiều hạnh phúc trong năm. Tử vi Mậu Thân 2021 tràn đầy hy vọng cho những ai vẫn đang nhiệt huyết với công việc hiện tại, hứa hẹn thành công bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 Thạch Lựu Mộc. Vận trình của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong năm 2021 không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của bạn. Trong công việc, sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của con giáp này trong năm 2021 khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Tử vi Canh Thân 2021 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí có nhiều cơ hội phát triển rực rỡ, rất đáng để chờ đợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 Kiếm Phong Kim. Năm Tân Sửu 2021, Sửu Thổ tương sinh với Thân Kim, rất tốt cho vận trình của con giáp tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Cát khí sẽ đến với con giáp này ở đường công danh, khi bạn sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp có thể được quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, thành hay bại vẫn phải dựa vào bạn là chủ yếu. Chỉ cần bản mệnh tích cực và chủ động phấn đấu thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể. Hơn nữa, tình duyên tuổi Nhâm Thân khởi sắc có thể đón tin vui trong năm. Tử vi Nhâm Thân 2021 có nhiều điểm sáng nổi bật, trong đó sự nghiệp và tình duyên hanh thông phơi phới hơn hẳn những năm trước đó. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 Tuyền Trung Thủy. Năm 2021, người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với bạn đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Tử vi Giáp Thân 2021 hứa hẹn nhiều thành tích rực rỡ về học hành, thi cử. Đương số có nhiều cơ hội phát triển tài năng cá nhân. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 2016 Sơn Hạ Hỏa. Những đứa trẻ sinh năm 2016 sẽ có một năm Tân Sửu 2021 bớt phần hiếu động, bớt quậy và trở nên nghe lời người lớn hơn. Điều này cho thấy phương pháp giáo dục của cha mẹ có hiệu quả và đi đúng hướng. Tuy nhiên, nên tránh nạt nộ quát tháo khi trẻ làm sai. Hãy nhẹ nhàng phân tích lỗi sai của con để bé có thể nhận ra vấn đề nằm ở đâu và lần sau không phạm phải. Với các bé bắt đầu làm quen với việc học tập, cha mẹ nên tạo ra hứng thú cho con trước, vì ở độ tuổi này trẻ vẫn rất ham chơi, không thích học. Việc cưỡng ép các bé học quá sớm có thể gây tác dụng ngược. Ngoài ra, tính chủ động của bé trong năm cũng không cao, có đôi lúc còn khá hiếu thắng, cha mẹ nên để ý để rèn giũa con tốt hơn. Cảm ơn các bạn.